Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã xem kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi lại tiếp tục review chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc xe mà bên em vừa mới nhập về, là chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton sản xuất năm 2018, bản V-Max, số tự động một cầu, máy dầu. Vâng, đây là chiếc xe màu bạc, đăng ký biển Hà Nội, tên tư nhân, bên em Lợi vừa mới lấy về tối qua. Và hôm nay em Lợi tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị một sản phẩm mà khá là đẹp. Toàn bộ xe lịch sử thì có trong hãng Mitsubishi, và xe thì tên tư nhân, biển Hà Nội, 29H14175. Xe chạy ODO là 6 vạn. Và chất xe thì chưa hết một dàn lốp. Toàn bộ xe, kính đèn, cốp trước cốp sau đều nguyên bản theo xe. Tất cả xe thì không có đâm xô biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì có hỗ trợ rút hồ sơ cho quý anh chị nào mà ở tỉnh có nhu cầu. Toàn bộ xe thì em Lợi khẳng định cam kết là xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước. Quý anh chị khách hàng đến xem xe, nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Và những chiếc xe thì bên em bán có cam kết bảo hành bằng văn bản cho quý anh chị nhé. Đây là toàn bộ về tổng thể ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Về phần vỏ của chiếc xe thì sơn zin còn đến 95%. Tất cả các cánh cửa đều nhau theo thời gian và màu sơn thứ rất là đều nhau. Lốp thì nguyên 5 quả piston theo xe. Đát sản xuất năm 2018 hết theo năm sản xuất của chiếc xe. Xe được trang bị nắp thùng thấp. Với phiên bản máy V-Max thì được trang bị thêm đời start top, la răng mau và toàn bộ gãy số vô lăng. Đấy, nội thất ghế da zin theo xe. Đấy, đây là phiên bản V-Max nên là máy nổ khá là êm, và toàn bộ động cơ máy dầu 2.5. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chung theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi khách hàng nào mà có nhu cầu lên đổi xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Quý anh chị có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ phần lốp của chiếc xe. Đấy, lốp và la răng mau, toàn bộ lốp còn khá là dày, chất xe 6 vạn, lốp cực kỳ dày và đẹp. Đây là cái đát lốp này, đát 5 quả đều có piston và đều có số 18 phía sau. Đấy, tuần thứ 8. Đấy, toàn bộ la răng thì không bị chảy xước, bậc lên xuống của chiếc xe thì khá là đẹp, không bị móp méo. Xin nhan gương. Đấy, toàn bộ xin nhan gương, gương gập điện, đèn pha cabo của chiếc xe thì khá là đẹp, tất cả các đèn pha sáng trong đều. Đèn gầm, tất cả cái mặt ca lăng chắc chắn cabo. Toàn bộ xe thì khẳng định cam kết với quý anh chị hai, đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe, hai bên đèn cân đối nhau và các cái khe hở cabo khá là đều nhau. Với những chiếc xe mà biển Hà Nội như thế này thì bên em Lợi kiểm tra cái gầm khá là đẹp. Toàn bộ các cái phần gầm này chỉ chạy trong phố phường. Đấy, chỉ bám một lớp đất thôi. Tất cả các cái ốp máy với chữ này nó không bị móp méo, rất là đẹp. Máy gầm khô ráo. Sau 2 hôm nữa thì em Lợi sẽ cho dọn vệ sinh. Toàn bộ lại các cái máy nội thất thì khá là đẹp, bậc lên xuống, đây có một số điểm chảy xước khá là bé đấy. Toàn bộ như các cái ba đờ sốc phần thấp này. Đấy, sau 2 hôm nữa thì em Lợi cho đánh bóng và sơn lại một số điểm chảy xước. Kính đèn thì không có dấu hiệu bị rạn nứt, và toàn bộ kính được dán 3M, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Quý anh chị cũng yên tâm về cái phần đăng kiểm này và phí đồng bộ này. Tất cả xe từ đến cái xin nhan này, không bị chảy xước. Tay nắm khóa mạ chrome khá là đẹp và vuông vắn, không có dấu hiệu bị rạn nứt. Các khe hở này, khe hở cánh cửa đều nhau. Và tất cả các cái thông số kính này thì đều có số 8 này, và đều cùng một hãng Mitsubishi, nên là
không có kính tàu, tất cả các cái tay nắm, đinh bấm, đinh dập của những cái phần lót thùng này khá là đẹp. Sắt xi thì không có dấu hiệu bị mục mọt đâu quý anh chị này. Toàn bộ sắt xi vùng Hà Nội thì chất xe khá là đẹp. Đấy. Chất xe phần gầm không bị hoen gì, không bị mục mọt như một số tỉnh thành gần đến. Đấy. Toàn bộ phần la răng, lốp láp đều đẹp. Đèn hậu của chiếc xe và đèn hậu này sáng trong đều và toàn bộ nắp thùng thấp khá là đẹp. Xe được từ cái bướng sau này, cảm biến lùi này, cảm biến va chạm đều hoạt động khá là tốt. Đây là cái phần gầm từ phía sau lên cho quý anh chị xem này, toàn bộ phần gầm khô ráo, lốp sơ cua rất chi là dày, gầm không bị mục mọt gì, tôn cái phần lót thùng không bị móp méo do chở hàng nặng, tất cả đều đẹp. Đây là cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe. Cơ bản xe thì không chở hàng nặng nên là cái phần lót thùng cũng khá là đều và đẹp. Từ các cái nhựa lót thùng rất chỉnh chu, toàn bộ các cái đinh bấm, đinh dập ở cái ốc phía sau đều là nguyên zin nên là không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía sau. Đấy, tuyệt nhiên các con ốc này nguyên bản nên là không có đâm xô từ sau đâu quý anh chị ạ. Và các cái phần chỉ của cốp sau này, cốp sau, ốc sau đang còn sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy nguyên, nên là nguyên zin hết từ đầu. Đây là toàn bộ cái nội thất bên trong của chiếc xe với Mitsubishi Triton. Số tự động một cầu có hai phiên bản, một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản dùng máy VMAX này. Máy VMAX này thì được trang bị ghế da zin theo xe và ghế lái được trang bị chỉnh điện. Đây, toàn bộ ghế lái chỉnh điện, ghế da zin xịn sò theo xe, rất chi là dày. Đấy. Màu đen ghế da zin theo xe. Vô lăng thì có gãy số vô lăng và tích hợp vô lăng. Đấy, ga tay. Với phiên bản kia thì không có gãy số vô lăng. Đây là cần gãy số của vô lăng. Và để start top gương điện. Đấy, để start top này. Tất cả gương điện với phiên bản VMAX thì sẽ được trang bị. Nội thất ghế thì khá là đẹp. Toàn bộ trải sàn da được bác chủ lắp thêm. Và các cái phần cánh cửa, bốn cánh cửa ốc cột hai bên em Lợi đã kiểm tra toàn bộ sơn zin và ốc chưa tháo lắp, tem mác nhà máy còn nguyên bản hết từ đầu. Đấy, các phần ốc cột này, các phần cột này là zin hết từ đầu. Tay nắm cánh cửa toàn bộ là nguyên zin và chỉ bốn cánh cửa là nguyên bản này. Đấy, chỉ bốn cánh cửa là nguyên zin, đinh bấm, đinh dập và khóa bản lề đều nguyên bản hết. Tay nắm táp ly cánh cửa chưa sơn lại, rất chi là đẹp, táp ly rất chi là chắc chắn. Đấy. Toàn bộ cái kính thì đều có số 8 theo năm sản xuất của chiếc xe, năm 2018. Đấy, nên là chưa bị thay thế. Và toàn bộ các cái phần lòng trong này sơn zin hết toàn bộ, ốc chưa tháo lắp này, zin từng con ốc. Đấy, ốc trên, ốc tai này nguyên bản. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các xe trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, bên em Lợi có nhận ship giao xe tận nhà của quý anh chị các bạn. Toàn bộ xe đây, tay nắm táp ly. Đấy, trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ mới, rất chi là đẹp, không có dấu hiệu bị trầy xước và không bị xù. Tay nắm táp ly. Đấy, xe được trang bị thêm màn hình. Toàn bộ vô lăng củ số của chiếc xe thì khá là đẹp. Bàn đạp phanh ga thì không có dấu hiệu bị mòn. Điều hòa âm thanh thì em Lợi đã kiểm tra toàn bộ hoạt động khá là tốt. Đây em Lợi bật chìa khóa lên cho quý anh chị xem toàn bộ. Đấy, nhạc âm thanh audio 6 vạn. Đấy, toàn bộ bật chìa khóa lên này, đang hoạt động khá là tốt. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, hai bên táp ly đều màu nhau và toàn bộ chỉ cánh cửa là nguyên zin.
tất cả các cái bậc lên xuống của chiếc xe thì không có dấu hiệu bị trầy xước, và các cái khung cột của chiếc xe thì đều sơn zin. Đấy. Toàn bộ nội thất ghế ra trước sau đều màu nhau, ghế da zin theo xe. Xe được trang bị hai bóng khí phía trước và bên phụ và bên lái, toàn bộ đều nguyên zin từ đầu và cột đây, toàn bộ cột này nguyên bản hết. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua một những chiếc xe chi tông đẹp thì nhanh tay liên hệ với em Lợi nhé, qua số điện thoại 0986265090. Về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì khá là đẹp, toàn bộ máy thì cam kết với quý khách hàng là nguyên zin và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây. Đấy. Toàn bộ xe thì mới lấy về đã còn nguyên một lớp đất bụi này. Sau 2 hôm nữa thì em cho đầu tư khoảng tầm loanh quanh 1,5 triệu để dọn vệ sinh. Tất cả các khoang máy này nó sạch bóng lên, và từng con ốc này, con zin. Đấy, nó rất là sáng, từ đến ốc cabo này. Đấy, toàn bộ ốc cabo, chỉ cabo là nguyên bản. Các cái phần chống nóng của chiếc xe này khá là đẹp. Vâng, hiện tại thì bên em còn khá là nhiều xe để phục vụ quý anh chị, từ Ford Ranger, Navara và Chevrolet Colorado, để phục vụ quý anh chị toàn về máy dầu thôi. Đợt này xăng lên giá nên là em nhập máy dầu số lượng nó khá là nhiều. Nên là quý khách hàng nào mà thích những cái dòng xe tiết kiệm, đấy, những cái dòng xe cao, pick up thì quan tâm đến kênh của em khá là nhiều sự lựa chọn. Đây là toàn bộ khoang động cơ của chiếc xe, từ các cái ốc đèn, ốc tai đều là nguyên zin. Đấy. Sơn đánh dấu là còn nguyên bản hết toàn bộ này. Phần nhựa rất là sáng, két nước là zin rồi. Đấy. Két nước nguyên bản. Vâng, và đây là tiếng động cơ của chiếc xe. Động cơ V-Max máy dầu 2.5 đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ xe máy nổ rất chi là êm. Quý anh chị nghe tiếng động cơ này, máy nổ rất chi êm. Đấy, đóng lốc điều hòa nhé. Đấy, điều hòa đóng rất chi là tốt. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một chiếc xe Mitsubishi chi tông sản xuất 2018, số tự động một cầu, máy dầu phiên bản V-Max, động cơ 2.5, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc quý khách hàng có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.